Cho cua vào vỉ hấp. Ủa sao cho vào vỉ hấp? Cho vào nồi chứ. Đặt gừng hành sả lên trên á. Cho vào xong rồi. Ủa mọi người, mình phải hấp bằng bia hay là hấp bằng bằng nước bình thường? Hay xinh quá. Ừ. Thế hả? Đi mẹ, ấn là chắn không kịp luôn kìa. Nhìn thấy nó rồi vẫn là chắn không kịp luôn kìa. Được khen xinh sướng hết cả người, chơi không nổi luôn. Khen người ta xinh rồi, người ta chơi không được luôn. Chịu trách nhiệm đây, người ta chết rồi đây này. Từ nãy đầu tiên chấp rồi, nãy đầu tiên khởi động rồi. Để im về ván này lấy 100.000 nha. Nãy giờ ta vẫn chưa di chuyển là sao? Đói quá. À. Ăn Bùi Nhật Tân nha. Bùi Nhật Tân à? Nghe tên mới ghê. Hấp bia hay hấp thử cũng được, mà hấp bia ngon hơn á. Nhưng mà chị thấy có những cái kiểu mà người ta hấp mà nó bị mặn lắm nhá. Có những người mà người ta hấp kiểu gì xong rồi nó mặn ơi là mặn ấy. Chị thích ăn cua rang me. Chị thích tất cả mọi thứ mà nó có cả cái sốt me ấy. À, anh em gọi mà anh em chả gọi. Anh em không gọi cho mình cái sốt me ạ, tức ghê. Thôi để im phải farm này. Rót bia lên trên con cua cho bia chảy xuống nồi, sau đó bật bếp lớn, khi gần sôi thì mở nhỏ lửa. Đựng sôi là nó chín luôn rồi chứ. Má ơi, đang thèm sao lại còn đang đói nữa thế này. Làm sao mà tập trung chơi được. Ủa quá à. Chị có nghiện nước ngọt không á? Không. Chị chả... Chị lười uống nước á. Má ơi này. Đéo hiểu mình có bị ảo không, nhưng mà nghe anh ấy tả xong rồi tên còn ngửi thấy cả mùi cua rồi này. Tên còn cảm thấy có mùi cua, tên còn cảm thấy nước sôi rồi này. Mẹ kiếp. Không biết có phải mình bị ảo không nữa. Cảm ơn Trần Tú nha. Nó quang giỏi. Chưa chín đâu à? Đi mẹ mà chưa chín à? Bực nhờ. Anh em căn nhá nhá. Tí tầm 10 phút là nó chín đấy. Bây giờ đang trong game 5 phút.